Tôi là Nguyễn Phước Liên Sơn, hầu duệ đời thứ 7 của anh duệ hoàng thái tử Nguyễn Phúc Cảnh. Cha tôi là Nguyễn Phước Trạc Chữ. Gia đình tôi là sống tại phủ từ đời là ông cổ cho đến nay. Ngày xưa thì là nghe ông tôi cả cổ tôi kể lại là phủ chúng tôi là một cái phủ rất to, mà là ba gian hai trái, hai bên là có cả khu đất trồng từ đầu làng đến cuối làng. Là đất này của là Đức Gia Long tặng cho ngài là anh duệ. Hồi xưa là phòng tôi là phòng anh duệ hoàng thái tử, nhưng mà sau là vì ông từ Đức từ khiêu của ông là có cái chữ anh đâu á, cho nên ông bác cải lại là thắng duệ hoàng thái tử. Hiện nay là phòng của tôi là thờ là đông cung nguyên soái anh duệ hoàng thái tử và đức bà là vợ của ngài. Ngoài ra là còn thờ các ngài cao như ngài Lê Trung, con của ngài Mỹ Đường, ngài Mỹ Đường, ngài Mỹ Thủy là con của hoàng tử Cảnh. Trong những trang đầu của lịch sử Việt Nam thời Nguyễn thì hoàng tử Cảnh có một cái câu chuyện rất đặc biệt. Trong cái cuộc bán giao giữa Việt Pháp thì vua Gia Long phải dùng người con trai đầu của mình như là một cái phương thức con tin đi theo giả mục Bá Đa Lộc. Ở Pháp 7 năm thì hoàng tử Cảnh trở về và được vua Gia Long phong tước Đông Cung, có nghĩa là một người sẽ là hoàng đế trong tương lai. Con đường dẫn đến lăng mộ hoàng tử Cảnh, ngoài những hậu duệ còn lại rất ít của ông ở Huế, có lẽ hiếm ai biết đến nơi này. Đây là lăng của Đông Cung anh duệ hoàng thái tử, con trưởng của Đức Gia Long. Ngài mất ở Gia Đình Thành khi Đức Gia Long là thống nhất đất nước 1802, thì là 2 năm sau đưa ngài về đây. 14 tuổi bên Pháp trở về thì cậu thiếu niên có một trình độ đào tạo, một trình độ học thức tốt, lập tức với vị trí Đông Cung thái tử được phong năm 14 tuổi thì chúa Nguyễn Ánh đã bắt đầu giao cho Đông Cung Cảnh những cái vị trí rất là quan trọng. Thì Đông Cung Cảnh đã thể hiện được cái tài thao lược của ông. Đáng tiếc là khi mà quân của chúa Nguyễn bắt đầu phục hồi sức mạnh trở lại để tiến kiếm về lấy lại kinh thành Huế, thì năm Tân Dậu 1801 Đông Cung Cảnh qua đời. Khoảng 8-9 tuổi là tôi lên đây là một rừng là cây cối ốm sùm. Ngày xưa các bậc cấp này là toàn bộ là bị cây cối che khuất hết. Một lần lên đây là tôi rất là chạnh lòng, rất là bùi ngùi xúc động trước khi là hướng đến của ngài. Có công cùng cha làm việc lớn nhưng mà rất tiếc là ngài mất quá sớm. Trong lịch sử triều Nguyễn nó có nhiều cái bi kịch, mà cái bi kịch hoàng tử Cảnh là một bi kịch. Con của hoàng tử Cảnh là Mỹ Đường lại dính vào một cái vụ án có thể coi là kinh thiên động địa. Phòng chúng tôi là một cái nỗi ám ảnh rất là khổ đau. Ngày xưa có hai tội trạng vô cùng lớn, thì ông bị dính vào cái tội mà làm cho cái gia tộc hoàng tử Cảnh như một cái nỗi bi ai thống thiết, và nó bám riết lấy cả một cái cơ đồ của một dòng họ. Một lần mà kỳ dỗ là mày ôm tôi là ôm giáo khóc. Một lần tôi không dỗ mà tôi đi theo, tôi thấy mày ôm khóc kia sao. Tôi không biết là cái việc gì mà ôm khóc, mày ôm khóc, nhưng mà ôm kể lại. Nói là... Lúc tôi làm tạp chí Sông Hương là tôi đã viết một cái bài tôi cải chính
cái việc là nói rằng trong hai người người con của Hoàng Tử Cảnh là có một cái quan hệ là không lành mạnh đối với mẹ. Trong sử sách cho tới bây giờ nó vẫn tồn tại một câu chuyện, một cái vụ án Mỹ Đường cần nhiều thái độ thiện chí, thận trọng và cần nhiều tư liệu hơn nữa để soi rọi, để giải mã những cái câu chuyện lịch sử mà tôi cho rằng nó còn nhiều khoảng trống. Phòng Tăng Duệ xuất phát trong một cái hoàn cảnh bi kịch của Triều Nguyễn, nhưng những người con cháu không quên mình vẫn là người yêu nước, mình vẫn là dòng họ của nhà Nguyễn mở nước tận Tâm Ông. Cái cột mốc năm 1945, một luồng gió mới nó đi tới, và cái khí chất cách mạng, cái khí chất cánh tân và khát vọng cống hiến của những con người có tài năng, có khát vọng như vậy, nó tiếp tục chạy, nó tiếp tục trỗi dậy. Và kỳ ngoại hầu Cương Đế, hầu duệ đời thứ 5 của anh duệ Hoàng Thái Tử, là một trong những gương mặt điển hình của những luồng gió mới ấy. Ông được suy tôn là minh chủ của phong trào Đông Du, một phong trào cách mạng của Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20. Mục đích của phong trào này là kêu gọi thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập, chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ giành lại độc lập cho nước nhà từ tay người Pháp. Ông Cương Đế ổng một người rất đàng hoàng, có uy tín, giỏi. Do đó mà khi cụ Phong Bộ Châu muốn tìm một minh chủ để mời ổng đứng đầu cái phong trào gọi là Đông Du. Và cái phong trào Đông Du đó đã đưa nhiều học sinh, những người yêu nước trẻ qua Nhật. Thì ông Cương Đế là người đứng đầu. Thì phong trào Đông Du lúc đầu thì rất tốt. Nhưng mà sau vì người Nhật và người Pháp người ta bắt tay với nhau, cho nên người Nhật họ phải buộc lòng, họ phải đuổi những cái người yêu nước cho trong phong trào Đông Du về nước. Nhưng mà riêng cụ Cương Đế thì là được ở lại. Do đó cụ cũng là cái ngọn cờ của những người yêu nước. Tôi là Liên Mai, cháu nội của kỳ ngoại hầu Cương Đế. Cha tôi là ông Nguyễn Phước Tráng Cử và bác tôi là Nguyễn Phước Tráng Liệt. Ông nội tôi xuất giữa năm 1906 rồi, trong khi ông già tôi đã còn nằm trong bụng mẹ. Ông đã tìm cách chống lại Pháp bằng vũ lực nhưng mà không thành công. Ra là ông sẽ đi phong trào Cần Vương của Hàm Nghi. Nhưng mà có một người đưa ông ra nhưng đi giữa đường bị chết. Sau này, ông nói nếu mà chống vũ lực không được thì phải dùng trí thức. Thì ông đưa một số thanh niên Việt Nam, khoảng 200 người, qua Nhật Bản để du học. Tôi rất tự hào với ông nội tôi. Đây này, ông bạn ông nói này. Bạc Trường Thống đây này, Bạc Lâm Minh đây này. Năm 1950, lúc ní anh Trạng Thống đang là tổ trưởng tổ tình báo của ban điệp báo đi công an Thừa Thiên Huế. Còn cái ní này, Trạng Thống đây này. Đứng thứ 6 đó bạc hả? Đây, đây, áo trắng này. Áo trắng, đẹp trai này. Đó là ông Lâm Minh đây này, năm 19, đang hoạt động bí mật ở nội thành. Nhân vật mà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lâm Bình vừa nhắc đến chính là Trạng Thông, một điệp viên tình báo của công an thành phố đây. Huế những năm chống Pháp. Đây, mi xem thì bậc bình đầu mô, ông Trạng Thông á, là hầu duệ đời thứ 5 của ông Hoàng Tử Cảnh. Cha ông Trạng Thông là Cương Trực, mà Cương Trực là anh em với Cương Đệ. Cương Trực á, ở nhà làm quán tam thẩm chiều đi. Trạng Thông tên thật là Nguyễn Diễm, ngay cái tên như con ông cũng biết nữa. Anh Trạng Thông ở Huế đi dạy, sau đi về dạy Lăng Nông làm thầy giáo làng đó. Bản chất của anh là hiền lắm.
thật thà hiền lành, rất là hiền lành. Một cũng rịp, ông cũng ngồi dép. Sau khi hoạt động vậy nữa, thì gặp đồng chí Vẹn. Là vì cái địa bàn vậy nữa là cơ sở hoạt động kháng chiến Thái Pháp. Thì đồng chí Vẹn này là tỉnh ủy viên, thì gặp được, mời lên chiến khu và tổ chức trở thành người của cách mạng. Rồi từ đó thì anh Trạng Thông chuyển lên Huế. Thì khi lên trên đi thì anh Trạng Thông thì làm giám đốc an ninh. Chị ruột của ông Lâm Minh lấy ông Trạng Thông. Yêu một cái mức độ nào thì ông Lâm Minh không đo được, không có tưởng mà đo. Nhưng mà chỉ đo trên cơ sở này này. Nhưng một nhiệm vụ rất quan trọng, làm ăn đến cổ người, nhưng mà lại là chuyên môn thả người. Thả người là thả người của cách mạng, ai làm cách mạng là tìm cách mà thả. Thì từ đó, sau bị bọn địch thằng nghi vấn, cái cơ quan BRA của Pháp, giảng được Pháp, nó bắt tra khảo, đưa vào trong kênh ông tra khảo, nhưng mà không khai báo. Sau này là con nó sẽ cho đi bộ đội, tuy nhiên là nhận bằng đi đại học rồi, nhưng mà vẫn đi bộ đội, chắc không đi đại học. Rồi thằng em tuy nhiên là thằng Liên Minh đó, là đi bộ đội, hiện chứ là liệt sĩ hy sinh ở trong miền Nam. Trước kia người ta có thể nghĩ là gia đình của hậu duệ của cụ Cường Đẻ hay là của Hoàng Tử Cảnh là như thế này thế kia. Nhưng mà khi mà tôi tiếp xúc ở trên này thì tôi thấy nó đã xuất hiện những cái con người yêu nước một cách chân chính. Cái người mà tôi biết rõ đó là cụ Tráng Đinh. Cụ Tráng Đinh là cụ là một người yêu nước mà cái phong trào mà gọi là chấn hưng Phật giáo. Cụ đã ở trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo đó, đã đóng góp rất lớn. Hay là con của ông Tráng Đinh là ví dụ như là Hòa Thượng là Trần Kim. Ông đó là ông giao giảng Phật giáo, tất cả Phật giáo đó để gọi là hung đúc cái tình yêu nước, cái tư tưởng của Trần Kim ấy, là tư tưởng đó của là có một sự gắn bó rất lớn đối với là cách mạng. Con cháu của phái Hoàng Tử Cảnh, như trường hợp cụ Cường Đệ hay là cụ Trạng Thông, thì tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người nữa mà chúng ta chưa có điều kiện để biết. Họ là những người, họ có một cái tổ chức và họ có một nhiệt huyết như vậy. Ở thời thế nào, trong bối cảnh xã hội nào, cái khát vọng đó họ vẫn luôn luôn được đẩy lên một cách rất là đẹp. Năm nay là tôi là 70 tuổi và ba tôi là năm nay là 94 tuổi. Ngang hệ trạng là bây giờ chỉ còn mình đúng thôi. Giờ tôi là được em là cử tôi là làm chủ tử ở đây, lo hương khoái là vệ sinh, vì cả ngày cũng kỳ là tôi là phải lo. Phụ thì là con cháu cũng là càng ngày càng ăn học đoàn hoa, hiện nay là cũng có dù như là tiến sĩ. Thì thôi thì quá khứ nó qua rồi, thì bây giờ chứ mình đã thấy lấy cái sự đoàn kết để mà sống vui vẻ. Phủ Thân Huân ngày cuối năm. Cái tên Thân Huân Từ có lẽ cũng khá lạ lẫm với người Huế, dù nó đã tồn tại ở đây trên dưới 200 năm. Đây là vị trí còn lại của Thân Huân Từ, là một trong những cái di tích vua Gia Long lập nên để thờ từ các cái vị thân huân, hoàng tử, thân công, công chúa và hoàng nữ của dòng họ Nguyễn Phúc Tộc. Cái năm mà thờ từ đầu tiên là năm 1814. Trước đây là vị trí này là cả một cái khu vườn rồng. Nhà thờ thì có 5 gian, 2 trái. Sau một thời gian trải qua những cái biến cố lịch sử
thì nơi thờ tự này đã bị là để hoang phế một thời gian dài. Bây giờ Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc đã là khôi phục xây dựng lần lần từ một cái miếu nhỏ trở thành một cái ngôi nhà ba gian cấp 4 như chúng ta thấy hiện nay, là cái nơi để bà con hội tụ để mà trò chuyện, trao đổi việc kỳ dỗ, lăng mộ. Có những cái lễ cúng kỳ, rồi cùng nhau đi chạp mộ, đi thanh minh, rồi vào đại nội tế lễ. Thì cái tình bà con thân tộc nó được càng ngày nó càng được gắn kết, hội ngộ với nhau trong một cái không gian mới. Quên đi những cái điều mà bất như ý của quá khứ. Trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc hiện nay là tôi đang là trưởng ban về lăng mộ của Nguyễn Phúc Tộc. Và bây giờ chứ tất cả điều ngoài là vấn đề là đều được là giải quyết là hòa hoãn, cũng có chứ để mà tránh tranh nữa. Dòng Nguyễn Phúc Tộc là cũng thương yêu Tăng Duệ, và Tăng Duệ cũng là quý miền các phong phú khác là cũng lui tới để mà thắp hương khoái cho các ngài thôi. Là con cháu của phong Tăng Duệ tôi rất là vinh dự. Sau bao thăng trầm của lịch sử, của chỉnh dòng họ mình, con cháu Nguyễn Phước Tộc lại trở về một nhà. Tùy vào những cái bối cảnh lịch sử và những cái điều kiện cụ thể để chúng ta thấy rằng mỗi nhân vật hay một cái dòng họ nó có những cái đóng góp nổi bật hơn. Riêng trường hợp mà phong Ánh Duệ Hoàng Thái Tử, đó là một cái điểm trúng chuyện mà tôi cho rằng nó rất điển hình trong cái bức tranh chung của hoàng gia Nguyễn. Bởi Hoàng Tử Cảnh là một người đóng vai trò trung gian để nối kết, có vai trò rất lớn trong cái chuyện gắn kết trong cái bối cảnh giao lưu Việt Pháp của thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Và số phận ông nó có nhiều yếu tố nghiệt ngã mang tính điển hình trong lịch sử Việt Nam. Cho nên tôi cho rằng chúng ta thấy được một cái cơ ngơi to đẹp, đàng hoàng, tráng lệ của đại nội, của các di tích được công nhận di sản thế giới như hiện nay, thì chúng ta phải biết rằng nó có được từ những cái góc khuất, từ những cái thầm lặng và những cái khoảng trống, mà như trường hợp Hoàng Tử Cảnh. Và tôi bảo đảm rằng cho tới hiện nay rất ít người biết tới hai cái di tích này. Chúng ta cần phải có những cái thái độ trân trọng với những cái nhân vật và với những cái di tích mà nó đóng cái vai trò sứ mệnh bản lề như trường hợp Hoàng Tử Cảnh.